Vâng, cái kết được báo trước, đó là nhận định của một số chuyên gia khi nói về vụ lật kèo cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư Condotel CocoBay tại thành phố Đà Nẵng. Các chuyên gia thì cho rằng cái kết này thực tế đã từng xảy ra vào năm 2017 tại dự án khách sạn Bavico ở tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng thay vì bị kìm hãm, Condotel lại càng trở nên bùng nổ và phát triển trong vòng 3 năm trở lại đây. Và hậu quả là hàng ngàn người mua tiếp tục lao đao khi mà chủ đầu tư tuyên bố vi phạm cam kết lợi nhuận. Và câu chuyện sẽ không dừng ở lại đó. Và theo tìm hiểu của phóng viên thì khi mua căn hộ khách sạn Condotel, khách hàng còn đang bị dính vào cái bẫy tài chính với khoản nợ là khoảng vài tỷ đồng cho mỗi hợp đồng mua bán. Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường căn hộ khách sạn Condotel đã bùng phát chóng mặt. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tính đến hết năm ngoái, nguồn cung căn hộ khách sạn Condotel chỉ ở vào khoảng hơn 9.500 căn. Nhưng đến tháng 7 năm nay, tổng số Condotel mở bán đã đạt hơn 11.800 căn. Trong đó, riêng tại thành phố Đà Nẵng, hiện đã có đến 15 dự án Condotel và dự báo đầu năm 2020 sẽ có thêm 14 dự án Condotel khác tiếp tục được mở bán. Tôi cũng nhận thấy rằng là dù là luật chưa rõ ràng nhưng cái sản phẩm này cũng đã được thương mại hóa rất là lâu rồi, một thời gian rồi, và hiện tại bây giờ thị trường vẫn có những cái giao dịch và thậm chí là có nhiều giao dịch. Hầu hết các dự án căn hộ khách sạn Condotel khi mở bán đều cam kết lợi nhuận chia sẻ cũng như hỗ trợ tài chính ngân hàng hấp dẫn. Điều này đã thu hút hàng ngàn người mua tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, theo các luật sư thì khách hàng mua căn hộ dạng này lại đang dính vào một cái bẫy tài chính hoàn hảo. Cụ thể, khi thực hiện cam kết ba bên mua căn hộ khách sạn Condotel, người mua đã vô tình lâm vào khoản vay cả tỷ đồng từ ngân hàng chuyển cho chủ đầu tư sử dụng, và tài sản thế chấp là chính căn hộ lại chưa hình thành. Trường hợp rủi ro xảy ra, nợ thì người mua gánh, còn căn hộ thì vẫn thuộc về chủ đầu tư hoặc ngân hàng. Trước đây là tôi đã nộp đủ 95%, trong đó có vay ngân hàng là 60%. Nên khi tiền lợi nhuận cam kết được về thì chúng tôi đều trả nợ cho ngân hàng. Chứ bản thân tôi cũng chưa thuộc đồng nào ra hết. Thì khi mà đánh giá các giao dịch giữa khách hàng và chủ đầu tư và ngân hàng ký kết thì nhận thấy các hợp đồng này dường như là một cái bẫy tài chính mà khách hàng nếu như mà không tỉnh táo hoặc là không rà soát thật kỹ các nội dung thì sẽ bị dính vào đó, thì sẽ khó thoát ra được, và khách hàng là một bên thiệt hại nhất khi quyền sở hữu căn hộ không được đảm bảo, trong khi lại phải gánh chịu một khoản nợ thay cho chủ đầu tư. Không dừng lại ở đó, phân khúc Condotel còn để lại lối thoát pháp lý cho các chủ đầu tư. Bởi trong thực tế, quy định pháp luật về quản lý loại căn hộ khách sạn này vẫn chưa rõ ràng, và chủ đầu tư vẫn là người nắm đằng chuôi. Tại vì nếu như cái loại hình kinh doanh này, pháp luật cũng không có những quy định để kiểm soát được tình hình kinh doanh từ các chủ đầu tư. Và gần như là khi mà người mua Condotel, họ phải nhận định được rằng tài sản thế chấp có thuộc sở hữu của mình hay chưa. Nếu như trong trường hợp mình đem thế chấp một tài sản không thuộc sở hữu của mình thì rõ ràng đây là hành vi vi phạm pháp luật. Từ miếng bánh vẽ đến cái bẫy tài chính hoàn hảo, đó là kết cục được báo trước của sự bùng nổ thị trường bất động sản Condotel. Đáng nói, dự báo có cả ngàn căn hộ khách sạn sẽ tiếp tục tham gia vào thị trường, kéo theo cả ngàn nhà đầu tư thứ cấp. Và tiềm ẩn rủi ro của các nhà đầu tư thứ cấp này là kết cục được báo trước từ những dự án căn hộ khách sạn đã được bán ra, không chỉ của riêng dự án Condotel CocoBay.